Chị uống nhiều rượu lắm hả? Đâu uống nhiều rượu gì đâu, ngày có một chai thôi à. Chị uống nhiều vậy lâu ngày á nên là chị bị tình trạng là xơ gan đó chị. Hả? Tôi đâu bị xơ gan gì đâu. Mấy bữa trước là tôi cảm giác đi cổ tôi nó bị trướng trướng vậy là nó ngứa, khó chịu vậy đó thôi à. Ngoài chứng cổ ra đó thì chị có cảm giác là bị ngứa ngáy nè, bị chán ăn đúng không? Ừ, có. Đó, đây là các triệu chứng mà gan của chị hoạt động bất thường trong một thời gian dài đó chị. Vậy hả? Rồi cái bệnh này là tôi có chữa trị được không bác sĩ? Khi mình bị xơ gan do uống nhiều rượu á thì các mô tế bào gan của mình sẽ không thể nào khôi phục như ban đầu được hết. Các phương pháp điều trị á chỉ giúp ngăn ngừa bệnh phát triển thôi. Để mà cải thiện tình hình sức khỏe của mình á thì chị nên ngưng ngay cái việc uống rượu lại. Thôi, không được đâu. Rồi sắp sửa tối đi sinh nhật rồi đi mấy chỗ khác nữa rồi sao ngưng rượu được. Rồi, có cách nào giống cái khác không bác sĩ? Thế bây giờ chị muốn vui vẻ với bạn bè để sau này chị nằm trên giường bệnh đúng không? Thôi thôi thôi, tôi không chịu nằm giường bệnh đâu bác sĩ ơi. Đó, nếu mà chị không chịu nằm trên giường bệnh thì chị phải ngưng ngay cái việc mà uống rượu lại. Đây là điều kiện đầu tiên và cơ bản nhất để mà điều trị cái xơ gan do uống nhiều rượu của chị. Sau đó chị phải để ý đến chế độ dinh dưỡng này, phải ăn nhiều rau xanh này, trái cây có nhiều vitamin hay là chất xơ, hạn chế tối đa cái việc mà ăn uống những cái loại thực phẩm mà có nhiều đường hay là nhiều chất béo chị ha. Dạ. Bây giờ bác sĩ sẽ kê đơn cho chị một số loại thuốc nha. Dạ.